Hồi đó chim, chim sẻ nè, chim sâu phải không, giống chim sâu phải không? Dạ thì cái chị này với chị chim sâu rồi chị bán ha. Quá cừ. Rồi, chim sâu chim sẻ đó ba nhớ lại ta được ba buôn bán rồi ta biết buôn bán biết làm ăn nè. Rồi có khách là mua liền đó, quay lên là có khách ngon quá đi bà nội ơi. À, quay lên là có người ủng hộ liền. Có tôi xanh bà nội đi đâu sớm vậy, đi chim sẻ rồi sẻ buôn bán mau hết nè. Hai quay lên không được buôn bán được lắm. Thế này chim gì? Không. Bà đâu? Đây bà đó. Cá mốc. À, mình có nói giá trời luôn không? Có. À, không ký 10 ngàn. Ế quá ha, ký 10 ngàn ha. Cũng rẻ mà dễ ăn. Chè chú quá chị của chim sâu nè. Bán cá ốc này nè. Bỏ sẵn cây căng không chịu căng rồi. Đây nè. Tao căng 2 ký ốc đắng rồi. Ừ. Căng đi, ốc quắn đi. Đó, quả trời luôn rồi, bán không kịp luôn rồi. Không, chị này chim sẻ. Bà kia chim sâu. Xin chào quý bà con, chào khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến một cái chợ nhỏ này để quay một chị, đó là chị chim sẻ nha. Thì chị chim sẻ đang ngồi bán ốc ở đằng đó đó. Lê Thanh sẽ đến đó để quay cho khán giả xem. Cách này cũng còn sớm quá. Này chị mới làm gì mấy à? Thôi bánh mì nha, bánh bánh mì chay, bánh mì mặn, bánh mì pho tê luôn. Có ai ăn ghé ủng hộ cho cháu nhà nha. Thôi sáng bán đắt quá. Làm đi quay mẫu luôn rồi. Quay chợ quê. Ồ đây cũng bán bánh quá trời luôn nè, bánh mì luôn. Hơi phiền luôn, quay chợ quê. Cái quay giờ này sớm quá chưa có khách. Này, chị này còn sớm quá chưa có khách nha. Ờ, quay ai đâu? À. Đây cái giờ này thì bà con chưa có đông, sáng sáng mới đông. À, chưa thấy chị ở đâu hết nè. Đây thì chị chim sẻ đang đem đồ lại bán ở chợ này nha khán giả. À. Ốc không qua mò được hả chị? Thế ăn cháo luôn hả? Một rau bán rồi luôn hả? Sáng tôi tính lợi mở hàng một rau, bây giờ bán một rau rồi hả? Sáng này bán được cái gì? Ốc với cá hồng tông. Ốc với cá hồng tông, cá hồng tông nhân lưới hả? Có giếng nữa hả? Nhớ thâu ốc hôm qua nhiều lắm mà. Hai cái luôn ha. Là bữa nào mình cũng ngồi cái chợ này bán vậy hả? Ốc này là mình quay xa ngâm sẵn luôn á, về là ăn được luôn đó ha. Giữa là rồi giờ qua chị nói ốc nằm mấy tí chị coi ra. Cá lồng tông này, cá lồng tông mình bán được mấy tí chị? 50, 100 gram, 5 ngàn. Rẻ ha, 200 gram 10 ngàn là dư sức ăn rồi. Con tông này mình nãy nó là đổ dán cái dân lưới. Đổ dán, lưới đi qua canh hết rồi. Ốc bự bự luôn á. Dạ. Này còn sớm chưa có khách nè. Chưa khách chút mình làm. Lợi sẵn trước đang kiếm chỗ ngồi hả? Là lợi trễ là anh ta ngồi ha. Dạ lợi trễ rồi hết chỗ. Cái này ngồi đây có tốn tiền không? Không. Không, người ta cho ngồi không á, chợ ở đây chơi cho chùm hổm. Dạ chùm hổm tốn tiền nữa, không đủ tiền. Không đủ tiền ha. Này còn tối quá nè, lấy bấm lên đèn á. Ồ, có đèn này. Mới ứng dưỡng trời à. Một quán con nào cũng thấy uống không? Uống luôn mà. Sáng này bán hết sao này không? Thì hết thì không. Thì hết thì không á. Ờ, mới bán nữa. Ốc này cũng rộng được vài ngày á. Nè hôm 2 giờ cũng đi đổ rồi nè.
Rồi chị nói là cái thau ốc đó khoảng nhiêu ký vậy? Chắc 4 kg 5 kg. Ồ, thau đó khoảng 4-5 kg hả? Chắc 4 kg. Chúc mở hàng cho chị 2 kg nha. Dạ. Ừ. Chị bán mau hết. Qua đăng cái clip mà chị vẽ rau á. Dạ. Khán giả kêu ai ủng hộ rau chị tính sáng nay mua cho chị mà hết thôi. Anh thấy lấy rồi. Ha. Bữa nay đi bẻ nhân lòng với mùng tơ. Có khi nào người ta dặn chứ không? Không. Không nhận chứa hả? Dạ. Mình bẻ vậy thôi nha. Ừ. Ngồi vậy thôi chứ đâu có rau lên hả? Đâu có rau ốc đây, cá đây hả? Có nhà kia người ta mua chứ. À, kêu người ta mua quá không? Dạ. Thường kêu là kêu sao? Như chị một cá mua ốc. À, mình có nói giá trời luôn không? Có. À, ốc ký 10 ngàn. Ế quá ha, ký 10 ngàn á. Cũng rẻ mà, dễ ăn mà. Dạ. Mấy thao bên kia của chị hay của anh ta vậy? Có của chị Mười á, bây giờ à, chỗ. À, của người khác á, tức là người ta lại, người ta để chỗ á. Để chỗ. Nhưng mà chắc ở đâu ngồi chỗ đó cũng quen rồi phải không? Quen rồi. Nhưng mà lỡ trễ thì người khác ngồi hay sao? Không có, người ta cũng chừa cho mình. Chừa cho mình, à, biết chỗ này là củ chim sẻ ha? Dạ. Chim này nổi tiếng luôn rồi. Dạ. Nói chung là chị sẻ thì chị cũng chịu khó, chịu cực, bắt ốc, cá, để cá. Bán là kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ để học được như vậy, nhưng mà con chỉ hỏi thăm lại rồi không có được học như con người ta. Cảnh khó khăn thôi, không đi học được. Thằng con trai có đi làm gì được không hay đang ở nhà? Cũng nghĩ bằng con Trinh nó tháng mấy 2 tháng mà trả con 1 triệu bạc rồi mình cực hơn, chưa nghĩ làm gì mà có tháng mấy cá cho cá ăn á. Tháng mấy mà có 1 triệu bạc hả? Ừ, tháng mấy 2 tháng luôn á. Vậy đó. Ừ, có 1 triệu bạc cho anh Hải ống cho mặn á. Ở quê. Thì giống ai? Thì giống ai vậy? Giống ai? Hồi đó chim sẻ nè. Chim sâu phải không? Giống chim sâu phải không? Dạ thì cái chị này với chị chim sâu rồi. Bán hả? Tao quá cừ. Ờ, chim sâu chim sẻ đó. Ba nhớ lại tao được, ba mua bán. Ờ, tao biết buôn bán, biết làm ăn nè. Rồi vậy kìa. Bà kia bị bẩm sinh, bà này là bà Hiền. Chỉ có gương mặt ná ná nhau thôi. Tao biết đi làm mướn là mò cua bắt ốc bán. Bà kia bà làm biến quá trời rồi. Biến lấy vàng. Làm biến lấy vàng. Sẽ chim sâu. Bà kia tao bẩm sinh rồi biết hạn buồn là làm biến hay không? Bởi vậy, cá bị vậy biết cái gì đâu. Không biết gì chứ khôn lắm á. Khôn mà biết khôn mà mặn không biết mặn. Cái này nó mặn, nó hay vô muống, hay vô này. Không rời vô muống, nó đỏ quá không có hái. Đỡ quá chị, sao chị bán được? Chị sẽ ơi, sáng thường thường bán cái thau ốc này mấy giờ hả? Bởi vì mấy giờ có, bởi vì mấy giờ là không xong đi về. Kìa, tao cắn gì kìa? Có ông Tâm hả chị? Có không, có khách lại mua liền đó, quay lên là có khách ủng hộ. Ngon hết đi bà nội ơi. À, quay lên là có người ủng hộ liền. Bạn đó mẹ ơi. Xanh. Bà nội đi đâu chị, sớm vậy? Đi chim sẻ, sẻ buôn bán mau hết nè. Ai quay lên cũng được buôn bán được lắm đó. Cho gái ông chút đi. Cái kè cũng đúng rồi. Đó thì chị gái, kè còn nó không có quan tâm nha. Bà tính ra đó mà đứng mình nhiều chuyện thì bà ra bạn. Hả? Được như là 2 giờ thức rồi đó. Nó 2 chồng bằng cái gì này? Có nhiêu mà 2 chồng mà 2 giờ hả? Ở 2 giờ đi đổ. Đi đổ sao? Đi đổ sao? Cái này mặn rồi luôn hả? Mặn rồi luôn. 2 giờ mới mặn. Cái này là kho là rửa sạch sạch là có quét là xong. Ờ cho nó cao cũng hết luôn rồi. Còn có bán người ta đi. Bữa nay cắt tóc được gái với ta. Ờ bữa nay anh này lại anh quay đâu cắt tóc sẵn đẹp gái. Ủa cắt tóc rồi hả? Hả? Ở bên kia hả? Chị đổi chị mới nói chị ông ngài ghê chưa. Mấy bà này xong nhiều chuyện quá. Đấy, thì chút rồi. Ai mặn chồng nhỏ này cũng giống chồng nhỏ kia. Cũng mưa bận con. Tuổi con. Ông kia cao hơn. Ông kia cao hơn. Ông nội lùng hơn. Ông mới về. Không có tép đâu có. Không có tép, không có tép. Tép lượng mới để nó canh hơi ngọt rồi. Tôi bán ốc, bán cho mau hết. Lâu quay chợ chồng hổm một chén.
Mấy cô bán ốc nè, mới quay cái là người ta mở hết cái lồng tôm. Chắc mua đi bán lại quá. Mua rồi đó hả? Mua rồi rồi. Chị tính mua ít con rồi bà. Mua ở đâu? Mua là bà mua. Ăn thì chia cho. Chia cho 300 gram ấy. Mấy trăm gram? 300 gram. 300 gram. 300 gram là hết con. Ở nhà đi. Con ta tự không? Không, chia ta lại đi. Không có sao đâu. Nói cho bà đi. Chứ hôm mai mốt nghỉ mua luôn. Một chân. Chị không biết. Đã hiền mà. 100 gram còn được, 200 gram còn nửa kg. Tức là mình bán cho người ta, bán rẻ lên chút để cho người ta bán lại hả? 150 người ta bán thôi lại. Ờ đó, ta đồng ý thì mình làm. Thì chị kia chứ kêu á. Bán lẻ cũng vậy, bán lẻ nó mất hơn. Ta qua bà Tư bà căng giùm đi. Tôi có 300 gia có gì bà. Không có gì căng hả? Cũng hết luôn rồi. Ủa không có gì căng hả? Không. Của bà kia nha. Bà kia. Bà chịu chia rồi. Bà kia đó. Đi quá đi. Là căng hết luôn cái gì? Tao nửa ký đi. Thôi căng tao cũng mớ đi. Bà kia. Bà nửa ký đi. Có bữa thì bán. Bà nha. Có bữa thì bà. Có bà nha của bà. Thì căng chữ nè con. Bốc sao văng ra đây vậy bà. Mở cái căng. Không có cây căng luôn hả? Rồi ốc rồi không có cây căng. Mở cái căng cái tên. Mở cái căng đâu ăn nửa ký rồi bà ba. Cái đây cái tao gần tao. Quay dây người bán cá đó, người ta ăn cây mà đâu. Bà đâu có mua mới cho một thiên nó ăn coi. Đi mượn căng người ta về căng. Bọc thì không có bọc nhỏ ra nên chạy. Mới đi mượn đi căng của người ta nữa. Trên luôn rồi, 600 gram, gần 600 gram luôn rồi. 600 gram luôn hả? Chị chiều anh này bớt. Dạ. Rồi căng thử cái này coi này chưa, chưa để coi đầy đủ bức lấy vô ngay. Cái này 300 chưa? 300 cái gì rồi? Ừ, 3 phải không? Ừ, 300 rồi. 300 gram vậy? 300 gram. Mua 300 gram. Mua bả đi. Mua bả đi. Ở trong có 30, 35 ngàn. 36 ngàn. 300 gram ta 20 ngàn rồi. Nó bán lậu đó. Bả mới bán lậu đó cô. Là bớt chọc, bớt chọc. Kìa bả bán lại. Bả căng cho con cho bả rồi. Căng cho bả nhiêu ạ? 50. 500 gram. Cần 600 gram nè. Không phải rồi. 600 gram nữa. Bán bả liên tiếu rồi. Ừ, thì của bả đó. Đã tính coi đi. Đặng cho trả đặng đi cho đặng tính đi. Có qua 100 mua 200. 200 gram yếu. Thì tính bả đi. Căn nhiều tính bả. Giá tính bả đi. Còn lấy cái này luôn đi. Tôi bán nó chưa mới về nó chỉnh. Ừ. Tính bả đi bả căn hết rồi, phải cái gì là sớm rồi. Phải rồi, ba. Tức là căn lại cho bả 50 bán 70 ha. Ừ, có bán sáu mấy nè. Ờ, bán 70 á. Vậy là 70 rồi. Phải rồi. Mấy trăm gram thì cũng lợi vài ngàn, vài ngàn. Ngàn, ngàn quá. Rồi lấy tính bán không chị? Ờ, lấy tính bán. Trả tiền cho mày. Rồi đi. Ờ, đi đi. Là cá 900 được 900 gram cá, 95 4 mấy ngàn rồi. Ờ, cũng được ha. Mà mình mặn luôn á. Mặn luôn. Ờ. Ok, tao lại mua vô. Ừ, mua gì hả cô? Quay cái chị chim sẻ nè. À. Chị chim sâu đó. Chị chú quá chị của chim sâu nè. Bán cá ốc này nè. Ủa sẵn cây căng không chịu căng rồi. Đây nè. Căng căn 2 ký ốc đắng rồi. Ừ. Căng đi, ốc quán đi. Đó, quả nè luôn rồi, bán không kịp luôn rồi. Không, chị này chim sẻ. Bà kia chim sâu. Chú bác kia bà kia đó. Một hai ký, một hai ký, một ký đây. Hai ký chưa? Hai ký chưa? 100 gram nhiêu mà? 320. Nhưng mà cái kia là nó yếu gì quá. Cái à. Tại đặt cái nè. Chứ bà. Chú Trúc à. Không, bà trả cho bà vậy được rồi. Trả cho bà đi thì bớt mấy ngàn đâu. Trả bớt trong cây. Có đâu thôi. Có không chị? Dạ, mình dạ, quá à. Thôi trả cho bà đây, con có lấy đâu. Mất đâu có à, mấy ngàn là lắm gì đó. Giờ nó bán chụp đó, cái này nó cũng có vài ngàn rồi chứ không nhiều. Nè,
mua mấy tép mà mãi là 2 người là 60 ngàn nè, tôi không lấy đồng bạc nào hết trơn đó nghe ơi. Không lấy lời luôn ha. Cho mình rất là 2 ký chưa anh? Dạ 2 ký rồi đó. Ừ. Rồi căn cho chị kia 1 ký sẵn luôn kìa. Ủa căn này mượn của ai đắng à? Của bà Tư. Bán cái này tao mua cây căn đi. Có căn đắng kìa mà nó hư vậy. Nó hư nè, nó bị chết nhíp. Mấy người bán cá vàng cái này hả? Anh mua đó. Dạ. Mua bọc cái con bọc này của vợ anh Tuấn cái gì nè. Đủ chưa anh? Chưa. Mới 900 ra mà. Con chim che sẻ nó đi họ ốc nó cũng hay. Đủ chưa chưa anh? Rồi được rồi. Vậy chút xíu bán hết rồi, trong thùng đổ ra luôn đó hả? Ừ, hết rồi. Ờ, căng luôn, bọc tí. Ờ, thêm bọc tí nữa kìa. Trời ơi, bán hồi hết luôn rồi. Ai lên mạng là buôn bán được lắm đó nghe. Ở đây bán muốn hết, lòng tông đem lại. À, chút nữa có YouTube nó ghé nữa đó. Đấy, anh đi qua hay gì anh? Anh hôm qua đó, không biết sớm nổi không? Sáng rồi đó. Đây hả? Chưa? Ừ, nắm nó đi. Rồi, đủ rồi. Nó bắn đắt luôn. Muốn bắn đắt không? Quay lên. Rớt gì? Chim, chim sẻ nè. Biết chim sẻ không? Hiện tại cần. Chim sẻ nè. Hai đứa không nhỏ. Này về, nó chim sẻ này chim gì? Không. Bà này đâu? Đây bà. Chim sẻ bà. Nó hỏi vậy này, chim sẻ nói chim gì? Này chim sẻ bà, chắc có chim sẻ. Chim sâu á. Ừ, đẹp gái nha. Gái mà trang điểm lên mới đẹp. Ừ. Ủa, ủa chấm bóng độ đẹp nha. Ờ chấm bông mai. Nhân tại cự. Thì đám cưới chấm bông mai. Lâu lâu trang điểm lên mới đẹp hơn bình thường rồi. Ừ. Rồi đổi trái cây đi, mua một ký trái cây đổi giống đi. Dạ nhìn đói luôn. Nhìn đói luôn. Ngon không chị bà? Ngon không? Cái này chưa đông á, vợ cái sáng chưa đông. Đó mà. Quay quyến chợ luôn đi. Quay quyến chợ mình luôn hả? Có, nãy quay đi dính bánh mì của chị hắn luôn đó. Dính chưa? Dính luôn hả? Dính trái cây luôn. Gần 6 giờ. Ở chút ta là mua không quay. Có ăn bánh mì nó mở cửa phải không? Bánh mì lên đài luôn. Mình nghèo mình bán bánh mì. Dừng quay kỷ niệm chơi thôi chứ. Ờ, chợ mình nè. Ờ, quay cũng như cái chợ Kinh Ba gì chào chào phải không? Kinh Ba đó. Ở chợ Chầm Hổm. Tại cái chợ này nhỏ quá ít coi quay. Cái này là chợ Chầm Hổm. Vậy hả? Dạ. Nhỏ quay lên đài hả? Quay lên đào cũng quay. Rồi, ngồi đây đi chút xíu là hết rồi. Đúng rồi chị. Mau ghê không? Bán mau. Ra ngồi ca nghiêu ngao rồi. Chữ nó coi rồi. Bán ra mày bà con mà. Ừ, con với dầu rồi. Con mới không biết ca một chữ con đời. Tôi biết ca đâu. Ca cho mình mở đi. Ca dòng đấy. Kể chuyện đi. Kể chuyện Tiểu Lâm đi. Không, kể chuyện gì, kể chuyện đi. Không, cái chị trái cây là có năng khiếu kể chuyện đó, cửa quay chị đó. Bữa nay chưa đi mò, Dũng đi mò ốc mớ nữa, rồi về bẻ bẻ ra không ta? Chắc nào có đi mò nữa chứ? 1:30 hôm nay giờ, đi không? Chưa biết. Cái gì vậy? Ở đâu hả? Của ai vậy? Của bà đi. Ủa, của chị hả? Ừ, tiếp bố cải đi. Ờ, mua đi bán lại cái gì? Ờ, đếm lại. Đếm của ta là cái gì? Ờ. Tơi hả? Tơi. Cái gì ăn gì cậy? Mua hết mỡ gà luôn hả? Đó là cái mùng tơi gì mấy bó chị? 5 ngàn. Ừ, rất là mua. Tức là gà bán gà 5 ngàn hay là mua vô 5 ngàn? Đếm qua. Bán 5 ngàn. Bán 5 ngàn hả? Ta đếm mình lại nhiều 4 ngàn. Đếm nha. Bán tiếp nữa chứ cho tiền ha. Ừ, dùng luôn. Được. Ừ, sẽ thẳng bán luôn, đi dùm cho chị luôn. Cho nó dùm chị luôn ha. À, bán cho em á. Bà lấy hết trơn, còn gì nữa đâu. Tại tôi căng cho chị rồi, tôi hỏi chị làm đi. Không, nhưng mà thấy có tiền đâu, để cho bà luôn.
cảm ơn. Lỡ gì nữa? Cảm ơn. Đợi bà mượn có cá không? Trời quay cái gì vậy? Quay chị chim sẻ nè. Sẻ. Mũi quá mũi rồi. Mũi này sớm rồi. Cho anh chú cái gì? Rồi, hồi nhớ trả tiền ốc luôn nè. Chưa hả? Vàng, một ký vàng. Ủa gì ghé mua ủng hộ đây. Cá một tấm ký. Ủng hộ chim sẻ đây. Chưa. Hết hết vậy nó khèo gì ba? Ngon không à, lá nó là ăn được hết trơn luôn á. Vừa sớm quá ha. Vừa trễ rồi đó. Trễ rồi đó. Vô lúc nãy 5 giờ nó chưa ra. Nãy gì ba? Bọc đi đâu vậy? Ủa gì cô gái? Ờ bữa nào không vậy nè, cái này nó hát ngon à. Ồ bữa đó 5.000 luôn hả? Bự vậy bà. Bữa rau vậy là 5.000. Bán cái gì ba chục bà con, đưa tiền chị dậu đi ngang. 5.000. Để mấy bó bà Tư. Ôi ôi. Để cãi không? Bà bó ha. Ừ. Ủa, 55 nè. Chắc cái đó mua không ăn lại. Cầm gắt đi. Cái nhỏ nó không ngon. Ủa, ủa. Đâu có khéo đâu. Sao có 5.000 ta? Ừ, không có 5.000 à. Ủa, 5.000 chứ chứ trả tiền. À, vậy đó hả? Lấy quá. Các bà vừa đi bán lại nữa. À. Bán lại. Đếm. Sao? Ngó không kéo coi vậy? Bọc quá để vô. Bọc nhỏ. Thấy rồi. Tiền kìa lấy bọc nhỏ. Tiền kìa. Để riêng nha. Để riêng coi biết lờ lỗ. Để cẩn thận một chút. Thấy nãy đưa 10 bó là nữa đưa. Thấy bó thì đúc chút chi thùng. Ồ đúc chi thùng hả? Đây là mấy giờ mình lại đây mình bán rồi chị? Kìa tôi mua trái cây kìa. Nãy 5 giờ là 5 giờ mấy lại bụng quá với anh cháu. Mấy giờ mình lại đây mình bán nữa ha. Dạ. Có cái này cao như cái này. Chú có nên hả? Anh kia đâu? Ngồi ở tà ha. Để thấy đi mời. Con nhỏ thì nó không ngon. Mới hàng gấu qua chị. Cái chợ này ngủ chưa? Chút phí gì? Cá không còn. Ủa đông lắm luôn. À ơi, chắc này mà đông cái gì? Chút xíu nữa mới đông. Đông chút đông. Ừ. Lên ốc đây cá đây gì đó mùng tơi đây lớn 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 lớn. Có gì vậy? Cháu nội ăn. Ừ. Không có ăn cái này nó có tăng. Tiếp bó cả chị. Quay bán ốc nè, quay chị chim. Ở chị chim sâu nè, này chim. Này chim sẻ nè. Chim sẻ hả? Sẻ. Sâu sẻ. Ở hàng bó chị. Chị em chú ông bác. Ừ. Đó, chị em chú ông bác. Tôi tưởng đâu mà bây giờ tôi gặp bây giờ tưởng có ai lại. Đúng rồi. Phải nhà, phải nhà. Ờ, người ta không có 5.000. Tiếp bó chị. Cái này nhiều, cái này nhiều rồi đó. Cái này là mẹ đi. Vậy cái gì vậy? Chạy với là quần lạ. Cái này thôi. Bây giờ có quay chị chim sẻ bán ốc với bán cá nha. Nè trả tiền ốc nãy nè. Đủ đó. Ủng hộ chị 3 ký ốc. Chút xíu ốc này chút xíu hết à. Lấy ốc về nha. Vô dọn bọc đi. Dọn bọc đi. Ba ký nhiều quá ha. À. Ký nhiều á. Rồi thôi chúc chị bán mau mau hết nha. Dạ. Lê Anh cũng khép lại video. Chúc quý bà con quý khán giả trên được video. Mốt chị. Bây giờ nhiều may mắn. Mốt. Rồi mua mối gì đây? Ốc. Rồi hả? Rồi Lê Anh sẽ khép lại video. Hẹn khán giả những video tiếp theo. Bảy mua cải không tơ, bảy ngon rồi.